Hello, xin chào tất cả anh chị em đến với chương trình nhịp đập thị trường của Tintech Profit của Linh Phan. Hôm nay là kết phiên ngày 7 tháng 2 2023, và chúng ta thấy rằng là đầu phiên chúng ta thấy thị trường khá là tích cực. Tuy nhiên đến cuối phiên thì đà bán chiếm ưu thế và index đóng cửa với cái mức giảm thấp nhất phiên, một cái nến tương đối xấu. Vậy thì với những anh chị em chúng ta cầm tiền đúng không? Thì chúng ta nên làm như thế nào? Với anh chị em mà chúng ta cầm hàng thì mình nghĩ rằng là hôm nay là một cái phiên mà mọi người nên chủ động hạ tỷ trọng, đúng không? Nên chủ động hạ tỷ trọng, và đặc biệt là nếu mà chúng ta có xem những cái video trước đây của Linh, cách đây khoảng mấy phiên thì Linh cũng có warning anh chị em về một số cổ phiếu của dòng ngân hàng thương mại, những cái banh thương mại và một số những cổ phiếu của đầu tư công, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta thấy rằng là những cái nhóm này đã bị bán khá là mạnh, và chúng ta thấy rằng là gì, đương nhiên là với cái nhịp bán mạnh như thế này thì rất nhiều những cái chỉ số nó đã về cái vùng mà tương đối ổn hơn. Thì chúng ta sẽ cùng follow video dưới đây để chúng ta xem là khi nào chúng ta có thể là giải ngân lại được. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Rồi quay trở lại VN Index của chúng ta, thì nếu như mà anh chị em chúng ta nhìn vào chỉ số của VN Index thì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì ạ? Ở đây mình sẽ bỏ bớt mấy cái trend nó nguy hiểm đi, thì ở đây chúng ta thấy rằng là có một cái cản chéo nối các cái đáy của index với nhau. Thì chúng ta thấy rằng là gì, index về mặt cơ bản nó đã bị gãy cái trend này rồi, chúng ta thấy là đóng cửa thủng mất cái trend line này rồi, đóng cửa thấp nhất phiên, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta nhìn cái khung nến giờ đi, đúng không ạ? Nhìn cái khung nến giờ thì hôm nay nó đã khá nhiều lần nó lừng khừng ở cái vùng này. Ở đây là cái vùng support theo khung giờ khá là mạnh, nhưng mà chúng ta thấy là gì, nó bị phủ nhận hoàn toàn và nó đã gãy luôn cái trend này. Thì đương nhiên nó sẽ phải tìm những cái vùng sâu hơn để nó tìm những mức hỗ trợ. Và hôm trước mình có chia sẻ là mình kỳ vọng là index có thể chỉnh về cái vùng đâu đấy khoảng 1050-1060 gì đó. Và với cái đà bán ngày hôm nay thì xét thuần về cái cây nến ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là cái cây nến ngày hôm qua là một cây nến tăng, chúng ta thấy là kéo cuối phiên, mãi gần cuối phiên mới kéo và kéo tạo hưng phấn. Và vol thì không cao, cho nên là cái độ uy tín của cái phiên ngày hôm qua ta thấy là nó không lớn. Nếu như thực sự là nó có vol ở đây, vol ít nhất là trung bình 20 phiên hoặc lượng hoặc cao hơn thì mình nghĩ là nó sẽ ổn. Nhưng mà chúng ta thấy là phiên hôm qua là một cái phiên mà vol rất là thấp và tạo hưng phấn vào cuối phiên, và đến hôm nay chúng ta thấy là cái cụm nến này là cụm nến phủ nhận, thì khả năng cao là index nó sẽ phải tìm những hỗ trợ thấp hơn. Thì với cái đà này thì mình nghĩ, mình kỳ vọng là một đến chắc khoảng mai có thêm một cây nữa là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể cân nhắc chúng ta giải ngân dần một số những cái cổ phiếu, đúng không ạ? Thì mình nghĩ rằng là với cái nhịp điều chỉnh này thì nó là một cái nhịp điều chỉnh cần thiết sau một cái nhịp tăng cũng tương đối của index, đúng không ạ? Nó đã tăng từ đâu đấy khoảng cái vùng 980 lên đến khoảng 1120, tức là đâu đấy khoảng 140 điểm, khá là nhiều. Đó, khá là nhiều. Vậy thì cái nhịp chỉnh này là cái nhịp chỉnh cần thiết, và mình nghĩ là có thể chúng ta sẽ quan sát vùng 1040-1050 để chúng ta giải ngân dần ở cái vùng này là khá là ổn. Đó, thì đây cũng là vùng đệm của nó ở đây, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta thấy là cái đà bán nó vẫn khá mạnh, mà nó thậm chí nó xuyên thủng cái vùng 1040-1050 thì chúng ta sẽ phải kỳ vọng ở cái vùng 1010, vùng dưới này thì là cái vùng mà mình nghĩ là rất nhiều anh chị em nhà đầu gọi là dân đầu tư nó sẽ ưa thích giải ngân ở cái vùng giá này. Nếu như giả sử mà có về vùng giá này thì mình nghĩ là mình cũng hoàn toàn là anh chị em có thể mạnh tay giải ngân một cái tỷ trọng lớn với những cổ phiếu mà có thể nắm giữ dài hạn được. Và bây giờ mình thấy là đã có khá nhiều những cổ phiếu mà có thể là giải ngân về mặt đầu tư được, đúng không ạ? Nếu mà nhịp chỉnh này nó thêm một hai cây nữa là về mặt đầu tư thì mình nghĩ khá là ổn. Còn hiện nay chúng ta thấy rằng là cái đà bán vẫn đang chiếm ưu thế, chúng ta sẽ ngó trong cái giai đoạn này. Thì cái chiến lược của mình là gì, đối với những cái nhóm banh chứng thép đầu tư công thì mình sẽ quan sát xem là dòng nào nó sẽ chịu đựng tốt hơn với cái nhịp chỉnh này của thị trường. Nếu như nó không giảm nhiều hoặc là nó thậm chí nó còn xanh thì đấy có thể nó sẽ là một dòng rất là khỏe nếu như thị trường hồi phục. Đấy là banh chứng thép đầu tư công. Còn với những cái dòng của mid cap các khác mà nó không liên quan đến thị trường nhiều thì nếu như cái nhịp chỉnh này nó rơi vào hỗ trợ rất là cứng cạn vốn, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta có thể nhặt trước được. Đó, thì đây là cái nhịp chỉnh mình nghĩ là sẽ rất là tốt cho những anh chị em nào vẫn đang cầm tỷ trọng và tiền lớn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về cái một số những cái chỉ tiêu về mặt độ rộng của thị trường đi. Thì nếu như chúng ta nhìn về cái độ gọi là cái số mã nằm trên MA 20 thì đến kết phiên ngày hôm nay là 7 tháng 2, thì cái này thì anh chị em có thể là vào trong cái trang web của techprofit.vn nhé. Ở đây chỉ 10 phút nó sẽ update một lần. Thế thì cái số mã nằm trên MA 20 thì chúng ta thấy là
Mình có chia sẻ những video trước là nó sẽ rơi về vùng 30 hoặc 40 gì đó thì cái vùng đấy có thể giải ngân được. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó vẫn đang ở cái ngưỡng khoảng 57.8. Thế thì như thế này thì hoàn toàn là nó vẫn sẽ có thể nó sẽ vẫn còn một cái đà rơi nữa. Đúng không ạ? Thì hôm nay cũng chưa nhiều mã thủng MA20 thì khả năng là với cái đà như thế này thì mai nó sẽ còn một cái xung lực để nó bán nữa, thì khả năng là nó sẽ rơi vào cái vùng mà mình nghĩ là sẽ hấp dẫn. Cho nên là nếu anh chị em thì cân nhắc có thể đến ngày mai ngày kia, đúng không ạ? Thì khả năng cái chỉ số này nó sẽ rơi về vùng hấp dẫn. Còn đối với cái tâm lý thị trường thì nếu mà ta nhìn vào đây, đúng không ạ? Tâm lý thị trường thì nó VN30 nó đã bắt đầu, có thấy nó cứ giảm dần dần giảm dần thì nó bắt đầu nó chuẩn bị rơi về cái vùng hấp dẫn. Tóm lại là với cái đà bán này thì nó sẽ khả năng tiếp diễn vào ngày mai thì nó sẽ rơi về cơ hội. Cho nên là bắt đầu từ ngày mai mình nghĩ là chúng ta sẽ nhìn cái cơ hội để chúng ta nhập hàng dần là mình nghĩ là ok. Mà trong cái giai đoạn thị trường hiện nay thì chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau rằng là chúng ta cũng không phải là bước vào một uptrend ngay đâu, đúng không ạ? Nó vẫn sẽ là một cái khung đi ngang thôi, khung đi ngang trong cái khung này, đúng không ạ? Thế thì nếu mà trong trường hợp tốt thì có thể nó sẽ vẫn còn một cái sóng kéo nữa, đúng không? Một cái sóng kéo nữa lên lên phía trên này thì có thể nó sẽ tiệm cận cái vùng đâu đấy khoảng 1060 à 1160 gì đó nếu mà có, đúng không? Còn trong trường hợp xấu thì chúng ta thấy nó đang xấu, khả năng nó sẽ test về cái vùng 1050 này, và nếu mà thủng thì nó sẽ phải về cái vùng nửa dưới của trên trên đây đó. Thì đây là cái khung đi ngang. Thì tốt nhất là chúng ta đang ở cái ngấp nghé cái ngưỡng chất đinh đây này, đang ở ngấp nghé cái ngưỡng chất đinh đây này. Thế thì tốt nhất là hãy cứ để nó diễn đi, nó diễn như thế nào thì chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta sẽ ứng xử với nó. Còn bây giờ nó đang bán như thế này thì mình nghĩ là chúng ta cứ chờ cái cách nó phản ứng với những mẫu hỗ trợ này thì nó sẽ tốt hơn đó. Thì mình nghĩ là 1-2 phiên nữa là nó sẽ cân bằng ở cái vùng đâu đấy khoảng 1040 1050 thì đấy là cơ hội chúng ta nhận là dần, được chưa? Còn nếu mà xấu hơn nó thể về đây thì về đây chúng ta có thể sẽ cân bằng tay hơn với những cổ phiếu đầu tư loanh quanh vùng 1010 gì đó nếu có, còn trước mắt là 1040 1050. Bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút về các cái nhóm cổ phiếu. Đầu tiên là nhóm cổ phiếu vua, đúng không ạ? Thì đối với Bit nhé, đối với Bit thì chúng ta thấy rằng là hôm qua nó có một phiên tăng không vô không to lắm, nhưng hôm nay phủ nhận cái phiên tăng ngày hôm qua. Thì đối với Bit thì góc nhìn của mình là Bit là một cái cổ phiếu mà rất là đáng quan tâm thời gian tới, thì anh chị em hoàn toàn có thể là gì cân nhắc nó, bởi vì nó đã vừa chết đinh lên rồi. Thế nếu mà trong trường hợp mà ổn, mà thị trường chỉnh ok ấy, chỉnh gọi là chỉnh chỉnh sâu á, thì nó sẽ thủng cái trendline này và nó sẽ test lại cái vùng này, thì đây là cái vùng mà mình nghĩ là có thể nhập được đối với Bit. Còn trong trường hợp mà thị trường chỉnh rất mạnh nhưng mà con này nó không không vỡ được cái trendline này, đúng không? Thì khả năng cao là nó sẽ tiếp tục cái trend của nó. Còn ở đây mình chia sẻ ở đây nó không có hiện tượng là phân phối ở đây đâu, đúng không? Không có hiện tượng phân phối ở đây, chưa có, mình chưa thấy. Đó. Vietcom thì cái cây ngày hôm qua là một cái cây mà tăng rất là hưng phấn mà chạm đỉnh cũ đó, chạm đỉnh cũ, nhưng hôm nay nó thấy có một cái cây là nó phủ nhận luôn cái cây ngày hôm qua, thì đây là một tín hiệu nó không thực sự là nó tích cực, bởi vì là đấy, nếu mà nhìn ở đây thì trong ngắn hạn nó đang có hiện tượng phân kỳ, đúng không? Phân kỳ hai đỉnh giá tranh nhau một chút nhưng mà chúng ta thấy là cái đỉnh của SMA nó thấp hơn đó. Thế thì góc độ của mình nghĩ là có chưa, tự nhiên mất khối lượng đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì, với cái việc mà nó phủ nhận luôn cái cây tăng ngày hôm qua thì nó tín hiệu nó khá là xấu, và nếu như mà nó phủ nhận như thế này, đúng không, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể chờ đợi ở những cái vùng thấp hơn. Thì đối với nhà dòng banh thì chúng ta nên ưu tiên những cái cổ phiếu ngân hàng quốc doanh, thương mại thì hơi yếu, ví dụ những cái thằng như kiểu thương mại như kiểu Tech, tiếp MB các thứ mình thấy nó hơi yếu đó. Còn ví dụ những cái nhóm mà STB hay Liên Việt thì các thứ thì nó chưa chỉnh xong, thì mình thích thằng Vietcom với thằng Bit hơn. Công Thương cũng khá ổn nhưng mà Công Thương thì không phải có hai thằng này đấy, thì nó cũng giống như con kia thôi, giống như con Bit thôi. Thì nếu mà ổn thì nó sẽ chỉnh, nó test lại cái trendline này mà nó không vỡ thì nó ok. Nói chung là đây là cái loanh quanh vùng này mà cạn vô thì mình nghĩ là khá ổn và không thủng thêm thì khá là ổn nhé. Công Thương, và Công Thương nó thấy là hôm nay Công Thương cũng đã gọi là gì nhỉ, vượt cái quay trở lại cái vùng 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 phía trên này rồi, đúng không? Cái khung đi ngang phía trên này đó, thì đây cũng là một cái tín hiệu nó khá là tích cực của Công Thương nhé. Đó thì đấy, nếu mà giữ được vùng này là khá ổn, tất nhiên là chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm mà nó test nó như thế nào.
Nhưng mà về vùng này mà cạn vô thì mình nghĩ là khá là ok, nhưng còn nếu mà nó vỡ cái trendline này thì khả năng cao là chắc là nó sẽ phải sâu hơn những cái vùng dưới này. Nhưng hy vọng rằng nó sẽ giữ được. Đối với banh quốc doanh thì khá là đáng chú ý. Đối với STB này, gọi như mình có chia sẻ với anh chị em là anh chị em nào mà cẩn trọng thì hoàn toàn là có thể là gì mọi người đợi thủng cái trendline, đúng không? Đợi thủng cái trendline thì mọi người bán. Thế thì hôm nay thì nó cũng đóng nến ở đâu đó là gì bên ngoài cái trendline này rồi đó. Thế thì hoàn toàn anh chị em có thể chốt lời chủ động. Và như hôm nọ mình có chia sẻ là đối với STB ấy, thì mình thấy có hiện tượng phân kỳ. Đấy, ở đây có phân kỳ đúng không ạ? Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rất là nhiều về giá, nhưng mà hai cái đỉnh giá sai thì bằng nhau. Và ví dụ những cái cụm nến như thế này là đối với mình là tương đối xấu. Những cái cụm nến này con thường cả vô thì tương đối xấu, thì nếu là mình sẽ gần chết đi thì mình sẽ chốt lời, vì sau nhịp tăng rồi đúng không ạ? Thì để nó tăng được tiếp thì nó khó lắm, bởi vì là trên này một đống cản mà đúng không đó, trên này một đống cản để nó vượt tăng tiếp chạy mạnh thì nó rất là khó. Cho nên là góc nhìn của mình ấy, thì nếu mà nó thoát khỏi trendline này thì nên chốt liên support, liên về post thì nó cũng đang test lại cái vùng này. Nhưng về post thì có hiện tượng phân kỳ âm từ trước rồi, mình cũng chia sẻ với anh chị em rồi đúng không ạ? Đó, đây thì hôm nay nó giảm rồi thì nó cũng chỉnh rồi, nhưng hôm nay chúng ta thấy là nó đóng một cái nến này thì tương đối xấu, phủ nhận luôn cả cái nhịp trước đúng không? Hai cái nến doji phía trước nó. Nói chung là với cái con này thì nó cũng đã gãy chen rồi đúng không? Kẻ gọi là kẻ nó đỡ bị vẽ, con này thì hơi vẽ nến một tí, thì nếu mà kẻ đỡ bị vẽ thì như này, nhưng mà về cơ bản nó cũng đã nó thoát khỏi cái trendline này rồi, tức là thoát khỏi trend tăng thì hoàn toàn chốt được mà có gì đâu. Giai đoạn này chúng ta check đinh thôi, thuần về check đinh nhiều, rơi hẳn sâu xuống một cái thì chúng ta mua đúng không? Hoặc là ít nhất là nó cần tái tích lũy, cần thêm thời gian thì anh vào MVP. Đó, mà BB thì cũng đang thử thách ở cái vùng này. Đó. Thì nếu mà cạn vôn mà ổn mà không không vấn đề gì thì ok chúng ta lại vào đúng không? Nhưng mà đấy, cái vùng này là đang là cái vùng mong manh như một trò đùa đó. Thì nếu mà gãy cái vùng này thì anh chị em chúng ta đợi cái vùng này dưới này chúng ta nhập tội gì đâu. Còn nếu mà ổn thì có thể cạn vôn, vôn nó phải cạn nhanh như cái vùng này. Đó, phải cạn nhanh như cái vùng này thì anh em có thể tự tin anh em giải ngân thăm dò. Và bây giờ nó đang một là cái xu hướng nó vẫn là đang xuống giảm mà đúng không? Đó thì tốt nhất là chúng ta cứ đợi đấy, đúng không? Tương tự mà đọc báo cáo của ngân hàng quý 4 đợt vừa rồi thì mình thấy là có mỗi banh quốc doanh ổn, banh thương mại thì nhìn vẫn yếu lắm. Đó thì có thể canh đợi ở đây, có mỗi STB ra báo cáo tương đối tốt, nhưng mà cái nợ VAMC của nó thì nó cũng treo một đống ở đấy, thì về cơ bản mình chưa biết là nó xử lý như thế nào. Đó đấy, còn tech thì đó, tech thì yếu hơn, chúng ta nhìn rõ ràng cái xung lực thì yếu hơn so với lại công thương, so với bit, so với Vietcom đúng không? Thì tốt nhất là nếu mà anh em nó thích tech quá thì canh vùng này, đấy vùng này thì giải ngân được chưa? Rồi thì đấy là banh thương mại. Bây giờ chứng khoán này, chứng khoán hôm nay mình quan sát của BCI khá là khỏe, BCI hôm nay khá là khỏe, nhưng mà cuối cùng thì cũng không giữ được, không giữ được cái sắc xanh. Thế thì thực ra là đối với con BCI này thì mình nghĩ là với anh em nào mà anh em thích chứng khoán thì có thể cân nhắc con BCI này. Đó, hôm nay thì đóng một cái nến tương đối xấu, nến shooting star và có vol nhá. Đó thì nếu như mà nó giữ được cái vùng đâu đấy khoảng độ tầm 26 thì mình nghĩ là ok, giữ được 26 tức là thị trường chỉnh thêm một vài nhịp nữa mà giữ được 26 thì ok, có thể gần đây. Còn nếu mà thủng thủng trên này này thì chúng ta sẽ chấp nhận đợi dưới, đúng không? Chưa biết thế nào, nhưng mà cái vùng dưới này là cái vùng mình nghĩ là nước ngoài họ gom ở đây là tay to các thứ, tay nhỏ các thứ gom ở đây rất là nhiều. Nếu mà giả sử có cái giá này thì mình nghĩ tự tin mà sẽ ngân thôi. Quan trọng là về đấy anh em có tiền không, anh em vẫn kẹp từ trên đỉnh này xuống thì thôi xác định đúng không? Đó. Còn nếu mà đấy là trường hợp xấu nhé thì nó về đây, còn nếu mà trường hợp tốt thì nó giữ được cái cung này, giữ được trên vùng 26 này cạn vô thì nhập thăm dò trước là ok. Đó, VCI này, SSI rồi này, HCM. HCM thì khá là nến hôm nay khá xấu, nến hôm nay là nến đóng cửa thấp nhất phiên, tóc dài, đây một cây bán, đây một cây bán đúng không? Đó, một cây bán này phủ nhận luôn cả cái bệnh ba cây doji. Thế thì góc nhìn của mình là đối với HCM thì HCM, VCI là hai cái cổ mình tương đối thích đối với cổ phiếu chứng khoán. Đó thì đấy, chúng ta sẽ cùng quan sát xem
cùng quan sát xem là trong giai đoạn này thì nó phản ứng với cái mốc hỗ trợ như thế này. Thế nếu mà thủng hỗ trợ thì tôi đợi dưới cái vùng dưới dưới này, đúng không? Dùng dưới dưới này chúng ta cân nhắc. Còn nếu mà nó ổn, nó giữ được vùng này thì ok, bởi vì nếu như thuần nhé, thuần về giao dịch swing trade, đúng không? Swing trading tức là giao dịch kiểu trong không đi ngang ấy. Thì đây nó còn không đi ngang, đúng không? Thì đây nó vùng cản khá là nhiều của nó. Thế thì đối với người mua swing trade thì người ta sẽ mua ở những cái vùng phía dưới này, ở cạnh dưới của trading range, và lên phía trên này chúng ta bán. Thế thì rõ ràng là đây là cái vùng mà chúng ta phải canh chốt. Và nếu như thực sự mà nó ổn, nó vượt được thì chúng ta sẽ đợi nó ở những cái vùng này. Cái khu vực này nếu mà nó vượt được, nó vào uptrend, nó thoát được thì nó sẽ đợi nó ở đây. Nhưng mà về cơ bản là chúng ta cũng chưa biết được là nó có vượt được hay không, đúng không? Mà đặc biệt là lên cái vùng trên là bị chốt khá là nhiều, thì tốt nhất là anh chị em nào có hàng thì mình chia sẻ là cái vùng này thì mọi người có thể mọi người chốt chủ động, đúng không? Ở vùng cạnh trên, hoặc là nếu mà chưa mua được thì đây đợi những cái vùng, ví dụ vùng này này không thủng cạn vôn thì ok có thể nhận được, còn nếu mà nó gãy thì thôi cứ đợi phía bên dưới này chúng ta nhận, đúng không? Cạnh dưới này. Chả biết thế nào đâu, thị trường này chả biết như nào. Đối với những cái giai đoạn mà thị trường đi đi ngang ấy, thì thường nó sẽ có những cái phiên nó khá là bất ngờ, nó sẽ phân hóa giữa các ngành nhưng nó sẽ có những cái nhịp nó khá là bất ngờ, hoặc là nó sẽ có những cái thông tin, những cái tin dạng black swan ấy, đùng cái thị trường nó giảm bù bù xuống. Thế thì đó, thì đấy là cái đặc tính của thị trường đi ngang, và nó ở cái giai đoạn là vùng chống thông tin, nó không có thông tin nhiều. Thế nhưng mà thường ví dụ đùng cái nó sẽ có một cái thông tin bất ngờ, ví dụ như giai đoạn trước, ví dụ dạng dạng như kiểu bầu Kiên hay Biển Đông hay là cái gì gì đó đó, thì đấy là đặc tính của thị trường thường swing. Nên là đối với kỹ thuật thì thường là những cái vùng phía cạnh trên này, chúng ta xác định một cái khung đi ngang này, thì vùng cạnh trên này thì chúng ta sẽ canh và chốt đó, vùng bên dưới này, ở dưới này chúng ta sẽ canh mua, và nếu mà đợi vượt hẳn vào uptrend ấy, thì chúng ta sẽ canh, chúng ta mua trong cái uptrend, ví dụ như là bit đúng không, thì đã vượt hẳn rồi thì là ok. Thì bây giờ nếu mà nó test lại đây thì chúng ta có thể mua hay Vietcom thoát hẳn rồi, chuyển trạng thái rồi thì chúng ta canh những vùng này, nếu mà test lại chúng ta mua đó. Thì đấy là cái chiến lược của chúng ta trong giai đoạn này. Còn rất nhiều con nó cũng chưa thoát được đâu. Rồi thế thì đấy là trứng nhá. SSI xem chưa nhỉ? SSI thì đó, SSI thì đây cái vùng của nó là vùng này, nó cũng thoát cái cản chéo này rồi này. Khung của nó là khung này này. Đó. Thì nếu mà nó rơi vào đây, đúng không, nhìn khả năng này, khả năng nó rơi vào đây là hoàn toàn có. Thì đối với SSI thì đợi về vùng này mút cũng được, nhưng mà SSI thì nó sẽ không khỏe bằng BCI với HSM. Rồi VND là trên rồi, VND đó, VND thì cũng ở cái vùng này, VND thì không, nó chưa được hoàn thiện lắm. Đó. Đây. Thì đấy, bên ở đây chúng ta sẽ đợi những cái vùng bên dưới này, chúng ta thành công khá là xấu nhé. Chúng ta thấy là có banh thương mại thì chưa xấu này, nhưng mà chứng khoán thì nhìn là xấu lắm, nhìn bán cái nến chủ nhật như thế này là xấu này, đúng không? Rồi bây giờ xem đầu tư công này, xấu đúng không? Đầu tư công rất xấu. Đầu tư công thì mình thấy là có VCG là còn trông còn được một tí, nhưng mà hôm nay thì xấu rồi, trông còn được nhất. Nhưng mà hôm qua mình có chia sẻ cái là gì, có thể là VCG nó ổn hơn so với cả cái ngành đầu tư công, nhưng mà lúc nào mình nhìn những cái con khác, ví dụ như nhìn 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 thằng Lycosi, nhìn thằng FCN, đúng không, là nhìn nó rất là xấu đó. Thì rõ ràng là một cái ngành nó không thể làm nên mùa xuân được, thì hôm nay chúng ta thấy là có một cái phiên bán tiếp, đúng không, gãy luôn cả cả cái trend line. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái chỉ báo này, MA200 này, MA200 chúng ta thấy là nó tủng dưới MA200 rồi, chúng ta đợi vùng này thôi, đợi vùng này chúng ta giải ngân bên dưới này, nó bộ gì. Còn hoặc là ít nhất là nếu không khỏe, ông co chân được lên phía trên này cho tôi, coi chân trên MA200 cho tôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là thủng và bán có vol, thì đây là bán, này là bán chủ động mà, nó HSV này
nhìn rất sợ luôn. Đó, nó thấy con giật ở vùng này đúng không, và bán gãy kèm vô đúng không? Đó thì chúng ta đợi vùng này thôi, vùng này là vùng có thể giải ngân thôi. Đó, xa phết nhỉ, 12 và 11 tính ra phần trăm khá nhiều. FCN nó đa phần là bán có vốn nhé, và bán đóng cửa thấp nhất phiên thì đấy, nó đợi vùng dưới này này, đi cua gì này, vội gì đâu. Đúng không? Nếu mà anh chị em có tiền thì ta vội gì đâu, đi cua gì thì có vẻ là ổn, vẫn còn đóng trên MA200. Đó, thì nếu mà giữ được MA200 thì còn ổn nhé, hoặc là những con đấy co chân MA200 thì còn ổn, còn nếu mà thủng MA200 thì khả năng sẽ về đây. Đó, nói chung là cái vôn cái vùng này nó rất là lung tung. Đó, đối với những cái con mà nó đã gì ạ, nó đã có một chen tăng rồi này, vôn thì bắt đầu lớn này, ở cái vùng đỉnh này bắt đầu giá không tăng được nữa, tạo đỉnh hai thấp hơn thì rõ ràng nó rất là xấu, thì chúng ta đợi cái vùng này thôi. Chúng ta sẽ cùng bỏ qua một chút về thép, hoặc phát hôm nay bị bán sàn. Đây cuối phiên hấp thụ một chút. Đấy, thì Hoàng Phát thì với cái cây này thì mình nghĩ là nếu như mà ổn nhá thì cái về vùng này thì nó mình nghĩ hoàn toàn là nhập được với Hoàng Phát, thấy chưa? Nếu có còn nếu mà ổn Hoàng Phát thì nó sẽ phải co chân lên, nhưng chúng ta thấy là gì, nó thủng cản chéo này. Đấy, thì đang test lại cái vùng này, nếu mà ổn thì có thể giữ được vùng này. Nói chung là bây giờ chúng ta thấy là đà bán đang chiếm ưu thế, tốt nhất mình cũng chả việc gì mình phải cản tàu. Đó, nó có hai khúc, nếu mà giữ được khúc này thì ok. Đó, xem hấp thụ, lượng hấp thụ khoảng 15 phút. Đây là ATC, đây là 14. Lượng hấp thụ khá là tốt ở vùng giá sàn, bắt sàn khá nhiều. Đó, nhưng mà thôi tốt nhất là cùng xem ngày mai xem như thế nào. Đúng không? Không nên cản tàu. Đấy, một là cái vùng này giữ được, hai là vùng thấp hơn. Rồi, Pháp để quan xem hôm nay bị bán sàn. Nó cũng thủ cạnh dưới đấy thôi. Vùng này thì anh em có thể anh em chủ động liên hệ được. Đó. Đấy, có hai vùng, một cái vùng đệm ở đây là co chân lên được, mai mà lực cầu bắt tốt co chân lên được thì ok, cạn vôn thì ok, còn nếu mà không thủ tiếp thì về đây có hai cái nấc nam kim tương tự. Nam kim thì khá xấu, nam kim thì hôm nay lại đây một cây bán, đây một cây bán nữa này. Đó, về đây đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về dầu khí này, PVD. PVD thì cũng chúng ta thấy là gì? Cũng ổn. Nói chung là dầu khí trong mình đỡ thì cũng vẫn khá là ổn. Tuy nhiên thì nếu mà anh em muốn mua thì anh em đợi vùng nó lên quanh vùng này, 18, nghĩ là ổn. PVS. PVS thì hôm nay cũng đóng cửa gần thấp nhất phiên, cũng đến shooting star. Thì đối với PVS thì mình đang đợi thêm, nếu như mà nó đứng giá ở cái vùng này thì khá là ổn nhỉ. Vùng này mình nghĩ là cũng ok, chẳng gì quá là sợ. Đấy, vùng này rồi về support này đúng không? Nếu không giảm thêm thì nhặt ở đây, hoặc lên trên này bán. Lên trên 27 28 bán, hoặc nhặt 23, bên quanh 23. BSR. BSR thì hôm nay cũng chưa nói lên điều gì cả, cũng quan sát thêm thôi, không việc gì phải vội. Nói chung là vào cái thế của mình thì mình nhặt thôi, chứ còn anh chị em thì anh chị em active trading thì có thể là active hơn, nhưng mà ví dụ đối với mình thì mình không phải là người có thể giao dịch tê cộng được, mình không phải quá là người quá active, nên là thị trường khi nó chỉnh về cái vùng của mình thì mình sẽ giải ngân. Thế còn nếu mà không chỉnh thì thôi đợi chấp nhận, có thể là nó sẽ trôi nhưng mình cũng sẽ không mua những vùng nó lửng lơ. Rồi thì đấy là banh chứng thép, đầu tư công rồi nhỉ, HHV đúng không, xem rồi đúng không? Thì đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của mình hôm nay làm lâu phết, hôm nay khá là kỹ, bởi vì là thị trường hôm nay thì nó cũng khá là nhiều biến động, thì cũng view kỹ một chút cho anh chị em. Anh chị em đừng quên rằng là
sang cuối tuần sau thì mình có một cái khóa học Let's Profit Run phân tích về báo cáo tài chính cũng như là tìm ra những cơ hội để đầu tư. Thì mình nghĩ là sắp tới nếu mà thị trường chỉnh sâu hơn sẽ rất nhiều cơ hội để đầu tư xuất hiện, và anh chị em cũng có thể đăng ký khóa học này để chúng ta trang bị cho mình kiến thức chuẩn bị sẵn để khi mà cơ hội xuất hiện chúng ta có thể là nắm được. Khóa học này sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa đó, ngày 18 19 thì phải, ngày 18 19 thì phải, đúng rồi, ngày 18 19 thì anh chị em nào mà muốn học thì có thể đăng ký luôn, vẫn còn vài slot nữa để cho chúng ta có thể đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, và đừng quên bấm nút subscribe để bọn mình có tin ra những video đều đặn hơn. Link đăng ký khóa học ở bên dưới comment và ở phần tả. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.